Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về. Đây là một chiếc xe phân khúc hạng A của dòng Mitsubishi, một thương hiệu đến từ Nhật Bản nên là xe cũng rất là bền luôn. Giá thì cực kỳ là rẻ. Đây chính là em Atroy 2017, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc. Em này thì được trang bị một cái lớp sơn màu đỏ. Và về trang thiết bị công nghệ bên ngoài thì có cụm đèn halogen xinh nhan trên gương, 4 la răng đúc, đa chấu kép. Sơn xi thì cực kỳ là đẹp. Xe thì máy số nguyên zin nhá, máy số nguyên zin nguyên bản. Và cột kèo keo chỉ zin đét luôn. Đấy. Cột kèo keo chỉ còn cũng còn nguyên zin nguyên bản luôn. Nguyên dòng xe đến từ Nhật Bản nhưng mà cùng phân khúc Hyundai i10 này. Nếu mà anh chị em nào đang tìm một chiếc xe màu đỏ phân khúc hạng A thì có thể tham khảo thêm chiếc xe này nhá. Đấy, cùng phân khúc với Hyundai i10, cùng phân khúc với Kia Morning, Mitsubishi Mark Atray thì dòng xe này nó lại mang thương hiệu đến từ Nhật Bản nên là xe nó cũng rất là bền. Chạy cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị em nhá. Chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Lát nữa em sẽ review cái mức tiêu hao nhiên liệu cho anh chị em xem. Ở đằng sau xe thì em này cũng được trang bị là camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau để cảnh báo va chạm sớm cũng như là tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra khi anh chị em lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp. 4 cảm biến lùi thì cảnh báo va chạm sớm, còn camera lùi thì giúp cho anh chị em là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn. Và đi vòng sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng cũng như là sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc Atroy 2017, số tự động, trang bị động cơ là 1.2 ở đây. Với cái dòng xe này thì xe cũng được trang bị rất là nhiều công nghệ hiện đại như là đàm thoại rảnh tay này, có nhận diện giọng nói này, màn giải trí các thứ là được trang bị hết rồi. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang giao bán với cái mức giá cho anh chị em là có 345 triệu đồng thôi nhá. 345 triệu mà trong khi đó là vẫn còn thương lượng thêm cho anh chị em nếu bác nào thiện chí. Gọi điện trực tiếp cho Dũng Audi là 0855 966 966, hoặc là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại Nô 14.3, tại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá chất lượng của chiếc xe này mang lại. Và bây giờ thì em sẽ review vào phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc xe. Thì ở nội thất bên trong em này trang bị là ghế da màu đen, ghế da màu đen rất đẹp đây. Đấy, càng mọng luôn nhá. Thấy chưa? Hàng ghế trước rồi em xuống hàng ghế sau. Phải nắng sáng sớm em quay. Ngày hôm qua thì em bận em chưa chuẩn bị được video nào. Sáng nay em lên cho anh chị em là em đi quay sớm đây. Nên trời nó rất là nắng, nó cực kỳ là chói luôn. Các bạn nhìn này nhá. Ghế da nguyên zin màu đen rất là đẹp luôn. Thấy chưa? Càng cực kỳ là càng mọng. Và công nghệ thì như em đã giới thiệu qua rồi, em đang trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện. Đây, có gương kính chỉnh điện nhá. Đây là hệ thống gương kính chỉnh điện. Và trên vô lăng thì có đàm thoại rảnh tay này, nhận diện giọng nói này, đèn hổ thông minh start up quá luôn nhá. Túi khí an toàn trên khoang lái và màn Android cỡ lớn, điều hòa auto. Một chiếc xe phân khúc hạng A của Nhật mà trong khi đó mang rất là nhiều công nghệ. Nhiều công nghệ hơn i10 rất là nhiều cậu nhá. Nhiều công nghệ hơn i10 rất là nhiều luôn. Còn về mặt chất lượng của xe, dòng này nó cũng rất là bền rồi. Các bác để ý là cái ốc giằng cửa này. Đấy. Nguyên màu sơn luôn nhá, cái ốc giằng cửa còn nguyên màu sơn luôn, rất bền. Nhân tiện đây thì em sẽ mở con động cơ mở hộp cốp luôn này. Đấy, để review một vòng quanh xe luôn. Và phần chỉ trước. Đây này. Phần chỉ ở cánh trước bên lái đây. Ok chưa? Đấy, nó còn nguyên zin nhá. Chỉ cánh trước bên lái là cũng còn nguyên zin luôn. Ở phần bản lái trên cùng. Thì đây các bác nhìn này. Đấy, đây em đóng cái cửa này nè. Các bác nhìn rõ hơn. Ở đây nó là cái mối ghép đinh tán. Nên là cái mối ghép này là mối ghép chết luôn rồi. Không thể tháo dỡ ra được nhá. Không thể tháo dỡ được. Đấy, thì chắc chắn là nó sẽ còn zin rồi thì nó mới còn đẹp như thế này được. Được chưa? Ở đây nữa. Con bản ở dưới đây nhá. Đấy, con bu lông đây.
chưa? Cũng chưa có hiện tượng tháo rỡ. Và ngay cái cả cái phần vít khóa cửa này, màu sơn đây. Đấy, vít khóa cửa màu sơn cũng còn nguyên nhá, nguyên luôn. Bắt đầu xuống cánh đằng sau bên lái. Ở cánh đằng sau bên lái thì có anh nhìn này, cái cao su đi nhá, cao su nó bảo vệ lớp chỉ ở đoạn này này. Đấy, cao su nó còn nguyên rồi, cái chỉ bên trong đó là còn nguyên zin rồi, cái này miễn phải bàn rồi, em cũng không cần phải review cho anh chị em nữa, anh nhá, quá cứ về trực tiếp xem, cái phần cao su đó là phần cao su nguyên zin nguyên bản, khi mà mua xe về, mua xe mới tinh nó sẽ có, được chưa? Nhưng mà tuy nhiên là đi một thời gian thì chiếc xe nào cũng thế thôi, chiếc xe nào đi một thời gian thì nó cũng sẽ bị bong ra. Tuy nhiên là với chiếc xe này thì bác chủ cũng đi rất là giữ gìn. Còn ở đây là cái phần ốc răng cửa này, nó vẫn còn cái chấm sơn đấy nhá, vẫn còn chấm sơn đây, được chưa? Tương tự như cái vít khóa cửa kia thì cái vít khóa cửa ở cánh sau này, đấy, nó cũng còn nguyên màu sơn, được chưa? Một cái dấu hiệu rất dễ nhận biết để quay vào cái điểm nhấn luôn, để quay vào chỉ rõ cho anh chị em là xe nó còn zin như thế nào nhá. Cột tiếc đấy, đây kính sau này 2017 đây, kính sau nhá 2017 đây. Còn là phần cốp thì đây là một cái mẫu xe sedan nên là cốp xe nó cũng rất là rộng, bây giờ cốp xe nó rất là rộng. Về mặt chất lượng này thì ở đây có anh nhìn này, tất cả những cái đường chỉ ở đây nó còn cao su hết nhá, tất cả những cái đường chỉ ở đây. Đấy, kể cả bên này, nói chung là nguyên cả một cái cốp sau này, tất cả nó còn nguyên cao su hết. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó vành tròn luôn, vành luôn đây. Đấy, bên trong này, các bạn nhìn này, đấy, nó gắn vào chỉ đấy nhá. Đấy, cao su này mà chưa bong thì chắc chắn là chỉ nó vẫn còn nguyên zin rồi, chưa có hiện tượng nào đâm đụng gì vào đây cả. Nhá. Ở đây thì ốc màu này. Ở đây này, nó còn này. Đấy, thêm một cái minh chứng nữa cho anh chị em, review cho anh chị em thấy. Còn về phần sắc xi không gầm bên dưới thì đây mọi người nhìn này, sắc xi không gầm nó đen xì luôn, không có hiện tượng là han gì nhá, không có hiện tượng là han gì hay là mối mọt gì ở phần sắc xi không gầm này. Đấy, cực đẹp luôn rồi, đẹp tuyệt vời rồi nhá. Đi sang phần thân bên phụ này, tiếp tục vào đây thì cái phần cao su này. Đấy, cao su này nhá, cao su này gắn lên chỉ này, nó còn gì nét luôn. Và cái phần vít khóa cửa này, đấy đây nhá, còn nguyên màu sơn luôn nhá, còn nguyên màu sơn luôn. Lên phần cánh trước bên phụ, được chưa? Vít khóa cửa đấy, ok chưa? Zin đét luôn rồi. Và đây này các bạn nhìn này, anh em nhìn đây nhá, nó là cái phần đinh tán này nhá, bản là trên này, nhưng bản này dưới này, nó quá là đẹp rồi, nó đẹp khét đèn luôn, được chưa? Đẹp khét đèn luôn, siêu đẹp. Còn ở đây là phần chỉ. Đấy, ở đây là phần chỉ này. Đấy, chỉ đây. Được chưa? Tương tự ở đây thì cái bản này này. Đấy. Bản này nó cũng còn nguyên màu sơn luôn, zin đét luôn, được chưa? Nguyên zin nguyên bản. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ. Đi vào bên trong khoang động cơ để quay cho anh chị em xem này. Ở đây thì chúng ta nhìn này,
Đấy, tất cả những cái ốc chân máy này nhá, ốc chân máy này nó còn nguyên zin, ốc màu còn nguyên zin nguyên bản hết này, keo kiếc này. Đấy, máy móc keo kiếc là còn keo chỉ là còn nguyên zin luôn, được chưa? Keo chỉ còn nguyên zin. Ở đây thì những cái ốc màu, ốc chân máy này, ốc màu này. Đấy, ốc màu này còn nguyên zin, được chưa? Zin đét luôn nhá, nguyên zin nguyên bản rồi. Trên cái phần ốc cabo này, đấy, ốc cabo này chưa có hiện tượng là mở ốc nhá, chưa có hiện tượng là mở ốc luôn. Đây là bên phụ này, còn em đi sang bên này là bên lái, cabo các thứ này, không có hiện tượng mở ốc nhá, còn máy móc thì nó còn nguyên zin rồi, máy số cũng vậy. Đây là hộp số này, đây có thể các bác nhìn được vào hộp số này, đấy, nhìn thấy chưa? Hộp số zin đét luôn nhá, máy số còn nguyên zin nguyên bản. Còn về mặt chất lượng này, nó như này. Đấy, tất cả những ở đây thì như em đã nói rồi, thì những cái đường chỉ này, nguyên cả cái phần đường chỉ cabo này, nó đều còn nguyên hết cái dòng cao su này, còn nguyên hết cái dòng cao su này. Đấy. Và như vậy thì em đã review xong với toàn thể quý anh chị em một chiếc Mitsubishi Outlander 2017 số tự động và xe trang bị động cơ là 1.2 với giá bán là 345 triệu đồng. Nếu anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp để thương lượng về giá cả 0855 966 966. Và bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.